con yêu dấu của cha. Hãy chiêm ngưỡng chứng minh không thể chối cãi về tình yêu mà con tìm kiếm. Khoảnh khắc này là một lời mời thiêng liêng khi cha đưa tay ra với con, mang đến một thông điệp sẽ chạm sâu vào tâm hồn con. Hãy lắng nghe những lời này, một chứng minh về tình yêu không ngừng của cha, được truyền tải theo cách vượt xa sự bình thường, chạm đến cái siêu nhiên. Hãy dành cho cha vài khoảnh khắc quý giá và cho phép trái tim con đón nhận thông điệp đang mở ra trước mắt con. Mỗi ngày, tiếng nói của cha tìm đến con, mang đến những lời không mệt mỏi, mang ánh sáng đến những giờ phút tăm tối nhất của con. Giữa cơn bão, hãy tìm nơi trú ẩn trong vòng tay cha, nơi mà sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết. Hãy học từ cha, vì trái tim cha dịu dàng và khiêm nhường. Và trong sự thật này, hãy tìm sự an ủi cho linh hồn mệt mỏi của con. Những lời của cha rõ ràng, như ngọn hải đăng trong đêm, nhưng việc lắng nghe chúng vẫn là sự lựa chọn thiêng liêng của con. Hãy tiến lại gần hơn, tương tác với cha hàng ngày, không bị ràng buộc bởi những cái cớ và chứng kiến sự phát triển của sức mạnh và sự hiện diện của cha trong con. Đúng vậy, cha biết những bí mật của trái tim con, những suy nghĩ chưa được nói ra khuấy động bên trong. Dù con có sai sót và lỗi lầm, chính tình yêu và sự trung thành của con khiến cha bị cuốn hút và kinh ngạc. Tình yêu của cha là một tấm áo choàng che phủ những vi phạm của con. Sự hy sinh của cha là một dòng sông thanh tẩy cho những tội lỗi của con. Hãy đón nhận quyền năng của sự phục sinh của cha, chìa khóa để thay đổi sâu sắc và siêu nhiên trong cuộc sống của con. Đừng chần chừ nữa, con đường dẫn đến sự thay đổi đang mở ra trước mắt con. Trong sự hiện diện của cha, hãy thừa nhận những khuyết điểm của con, tìm kiếm sự tha thứ và tin tưởng vào lời hứa của cha sẽ quên đi những tội lỗi của con, không bao giờ lôi chúng ra như những di tích của quá khứ để ám ảnh con. Cha nói sự thật và những gì cha nói được khắc sâu bằng chính máu của cha. Sự tha thứ của con là dứt khoát và vĩnh cửu. Con không còn bị xích bởi tội lỗi cũng như không bị ràng buộc bởi vực thẳm của những sai lầm của mình. Con đã được tự do. Hãy nhận ra nó, chấp nhận nó, sống với nó, tin vào nó. Đừng suy ngẫm về những tội lỗi quá khứ và đừng tự trừng phạt bản thân. Hậu quả của những sai lầm của con cũng nằm trong tay cha. Cha chỉ mong đợi đức tin đơn giản và trong sáng của con. Con không cần phải giả vờ gì cả. Cha không yêu cầu sự hoàn hảo. Cha chỉ tìm kiếm sự cam kết của con để nuôi dưỡng bản thân bằng những lời của cha. Hãy đến để lắng nghe những thông điệp này và chia sẻ những phước lành từ những lời hứa của cha với gia đình và bạn bè của con. Cha muốn ban phước cho con một cách dồi dào, nhưng cha cũng yêu cầu con không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Hãy sống cuộc sống cha đã ban cho con, đừng tự ràng buộc mình với những kỳ vọng của người khác. Nếu con làm hài lòng cha bằng đức tin và lòng trung thành của mình, con không cần phải tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác. Hãy sống một cuộc sống chân thật trong sự công chính và khiêm nhường, đối xử với mọi người bằng lòng tốt và công lý, và đừng để những lời nói của người khác ảnh hưởng đến con. Trái tim con trong sạch trong mắt cha, thánh linh của cha sẽ đối phó với những kẻ ghen tị chỉ trích con. Bao nhiêu lần cha phải nói với con rằng không ai quyết định số phận của con, không ai có quyền nguyền rủa con hay đưa ra hình phạt cho con. Hãy để những kẻ đi theo con đường sai lầm của sự mê tín và ảo tưởng lãng phí thời gian của họ trong việc tin vào phù thủy và bùa chú. Hãy tập trung vào lời cha, quỳ gối cầu nguyện và cha sẽ gửi các thiên binh của cha đến đối mặt với kẻ thù tâm linh của con. Không có gì và không ai có thể làm hại con nếu con ở lại trong lời cha và tình yêu của cha. Đừng tỏ ra sợ hãi trước những thách thức đến với con. Đừng để kẻ thù của con thấy con nản lòng và khóc lóc, vì chúng sẽ chớp lấy cơ hội để làm suy yếu tình hình của con. Chúng sẽ tụ tập như bầy sói để ăn thịt mục đích của con và làm tan vỡ trái tim của con. Bằng chứng siêu nhiên về tình yêu mà con đã yêu cầu, cha đang ban cho con ngay bây giờ. Khi mắt con đọc những lời này, hãy chuẩn bị tai con, vì con sẽ nhận được tình yêu và trải nghiệm sự dịu dàng chưa từng có.
cha sẽ nâng gánh nặng khỏi ngực con và mang lại sự nhẹ nhõm cho tinh thần của con. Con có thể cảm nhận được không? Hãy tiếp tục lắng nghe thông điệp này. Cha đã nói với con về những phước lành cha đã chuẩn bị cho con. Hãy ngồi trong im lặng và dành cho cha một chút thời gian. Nghe từng lời một của thông điệp này. Vì sức mạnh mà con đang nhận được là vô cùng lớn. Ngay tại chỗ con ngồi, con sẽ cảm thấy gánh nặng được dỡ bỏ. Cơ thể con sẽ được chữa lành mọi bệnh tật. Tâm trí con sẽ được giải phóng khỏi lo âu và tính cách của con sẽ được thay đổi. Sự giận dữ và thất vọng của con sẽ tan biến. Và từ hôm nay trở đi, giọng nói của con sẽ mang theo sự ngọt ngào được ban cho bởi Thánh Linh của cha. Bây giờ, với tất cả trái tim mình, hãy khẳng định rằng con nhận và tin vào lời cha đã yêu thương gửi đến cho con. Con làm cha ngạc nhiên. Cha đã hướng dẫn con phải mạnh mẽ, nhưng con đã nỗ lực và chọn chiến đấu với tất cả sức lực của mình. Con đã làm nhiều hơn cả những gì cha yêu cầu. Con là một tấm gương về lòng trung thành và trung tín. Cha vui mừng khi thấy tất cả những hạt giống cha đã gieo trong con đã nảy mầm, phát triển và sinh ra những trái đẹp. Đây là lý do vì sao những thời kỳ tươi sáng và mới mẻ đang đến gần. Con đang vươn xa hơn những khát vọng và ước mơ của mình. Con sẽ không ngừng lại cho đến khi chinh phục vùng đất nơi phước lành và hạnh phúc dồi dào. Cha hiểu rằng đôi khi quan điểm của con thay đổi. Những cảm giác ghen tị và bị từ chối có thể len lỏi vào, đặc biệt từ những người tự nhận là quan tâm đến con. Thay vì công nhận sức mạnh của con, họ không ngừng cố gắng kéo con xuống, nhắc lại những kỷ niệm đau thương với ý định làm tổn thương và phá vỡ tinh thần của con. Hôm nay, khi con nghe những lời này, hãy lựa chọn một cách có ý thức. Cũng như con đã thể hiện đức tin và sự kiên cường trong nghịch cảnh, hãy đón nhận tâm thế chiến thắng. Từ chối để bất cứ ai làm giảm bớt nỗ lực làm điều tốt của con. Đừng trao cho họ quyền lực để điều khiển cảm xúc của con. Hãy dựa vào lời cha và để những lời hứa của cha là kim chỉ nam của con. Nhớ rằng, con thuộc về cha và cha sẽ bao bọc con trong tình yêu của cha. Đứng vững trước mọi kẻ thù cố gắng xâm nhập vào suy nghĩ của con, thách thức đức tin của con hay gieo mầm nghi ngờ. Hãy xua tan những suy nghĩ phiền muộn nổi lên giữa các vấn đề. Khi xung đột leo thang, quyết định trở nên quá tải và tinh thần con cảm thấy nặng nề, hãy tìm nơi ẩn náu trong sự hiện diện của cha. Ở đây, con sẽ tìm thấy sự an ủi và hy vọng. Quy mô của các vấn đề của con không thể làm giảm bớt tình yêu bảo vệ của cha. Hãy biết rằng những thử thách này không phải do cha gây ra. Cha đảm bảo rằng con sẽ vươn lên từ nơi này, được trợ giúp bởi bàn tay quyền năng của cha. Cha không bao giờ có ý định để sự đau khổ của con vượt quá sức mạnh của con. Từ những thử thách này, cha sẽ giải thoát con, nâng gánh nặng của con lên. Cha không muốn con sống trong cô đơn và đau buồn. Tương lai của con sáng ngời khiến kẻ thù của con ghen tị, những kẻ muốn cướp đi những phước lành của con. Trong trận chiến này, sự lựa chọn là của con. Đức tin của con là thanh kiếm cắt xuyên qua các rào cản. Nếu con đầu hàng trước những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực từ kẻ thù, con sẽ vấp ngã. Tuy nhiên, con sẽ chiến thắng nếu con để Thánh Linh của cha cai trị trong cuộc sống và trái tim của con. Cha đã hoàn thành phần việc của mình. Sự cứu rỗi là của con. Một di sản của chiến thắng và phước lành đang chờ đợi. Nhưng con phải tiếp tục với quyết tâm không dao động. Cha đến để nhắc nhở con rằng khi con đứng trên bờ vực của một cõi tâm linh nơi mà những phép lạ trở thành hiện thực hàng ngày, đừng lùi bước. Sự tiến bộ mà con đã đạt được là rất đáng kể. Đừng để những giọt nước mắt và những hy sinh mà con đã trải qua trở thành vô ích. Không quan trọng nếu những nỗ lực của con không được gia đình công nhận. Hãy tập trung vào mục tiêu của con. Đức tin và quyết tâm của con mạnh mẽ hơn thép. Hãy tiếp tục và can đảm lên. Nhiều người đã từ bỏ con đường của họ và ruồng bỏ số phận của mình, nhưng con được định cho một tương lai khác. Sự hiện diện của cha bao bọc con. Thánh Linh của cha cai trị trong ngôi nhà của con.
những phước lành và món quà từ thiên đàng sẽ đổ xuống, tràn đầy niềm vui trong ngôi nhà của con. Những trái tim hối lỗi sẽ trở về, những người đã rời đi, và sẽ là thời gian của sự tha thứ và hòa hợp. Đừng sợ, vì Cha ở bên con. Đừng nản lòng, vì Cha là Đức Chúa Trời của con. Cha sẽ củng cố con, trợ giúp con và nâng đỡ con bằng tay phải chiến thắng của Cha. Cha đã tắm rửa con bằng phước lành trên thiên đàng để vinh quang của Cha có thể hiện diện trong gia đình con, lan rộng đến bạn bè, người thân và hàng xóm của con. Con sẽ là công cụ mang lại sự chữa lành cho nhiều người mà con biết. Công việc kỳ diệu này bắt đầu từ đây. Vì vậy, Cha thúc giục con hãy đến mỗi buổi sáng để lắng nghe, nhớ lại tất cả những phép lạ Cha đã thực hiện trong con và cách mà lời Cha đã trở thành hiện thực trong những tình huống tưởng chừng như không thể mà từng khiến con nản lòng. Cho đến bây giờ, Cha đã hỗ trợ con. Đừng quay lại, đừng mất đi những gì con đã đạt được. Từ hôm nay trở đi, những phước lành lớn lao đang đến với con. Nhưng Cha muốn thấy con mỗi buổi sáng với một trái tim biết ơn, đón nhận lời này một cách nồng nhiệt. Con cần phải kiên nhẫn trước mọi diễn biến trong cuộc sống của mình. Con cần phải giữ bình tĩnh, nhớ rằng Cha luôn ở bên cạnh và Cha sẽ tôn vinh đức tin của con. Mọi việc xảy ra đều có mục đích, dù con có thể không hiểu nó vào lúc này. Khi tất cả kết thúc và con đạt được những phước lành Cha đã chuẩn bị cho con sẽ hiểu tại sao tin tưởng, kiên nhẫn và chờ đợi là điều cần thiết. Con đã nhận được nhiều điều tốt đẹp vì con đã kiên trì, và con sẽ nhận được nhiều hơn nữa. Cha biết rằng con yêu Cha vì chính Cha, không chỉ vì những gì Cha ban cho con. Con coi Cha là Cha của mình, Chúa của mình, bạn của mình và là Đấng tạo hóa của mình. Con phải tiếp tục làm như vậy, tin vào lời Cha và những lời hứa của Cha mặc cho những thách thức mà con đối mặt, và luôn đặt Cha lên hàng đầu trong cuộc sống của con, bất kể điều gì xảy ra và bất kể điều gì đến với con. Con biết rất rõ rằng Cha sẽ không để con thất bại hay xấu hổ. Hãy chọn bạn bè của con một cách khôn ngoan và đừng nghe những kẻ tìm cách làm nản lòng con và đánh cắp đức tin của con. Con sẽ không ở trong tình huống khó khăn này mãi mãi. Cha sẽ đến vào thời điểm hoàn hảo và giải cứu con. Cha biết con đang nản lòng và đôi khi tất cả những điều này làm lung lay đức tin của con. Nhưng đừng đầu hàng. Hãy kiên trì, giữ vững mạnh mẽ, vì rất sớm con sẽ tái khẳng định bước đi của mình theo hướng con phải đi. Con đường sẽ dẫn con đến những phước lành của Cha. Cha biết rằng chờ đợi có thể khó khăn. Con có thể nghĩ rằng nó đang kéo dài quá lâu và đôi khi có vẻ như có nhiều lý do để từ bỏ. Tuy nhiên, Cha thúc giục con hãy tiếp tục tin tưởng. Tình huống con đang đối mặt hiện tại là một bài kiểm tra đang làm con mạnh mẽ hơn, và không ai có thể đánh cắp những phước lành và món quà mà Cha đang ban cho con. Đừng đầu hàng. Hãy tiếp tục chờ đợi kiên nhẫn và tin tưởng vào Cha. Vì Cha là Đức Chúa Trời của con và Cha đang chuẩn bị một tương lai phước lành và tuyệt vời cho con. Cha sẽ dẫn dắt con ra khỏi những thử thách này và đặt con vào một cõi hòa bình, niềm vui và vinh dự. Con có thể chờ thêm chút nữa không? Hãy nói cho Cha biết con sẽ làm gì. Cha yêu con và hôm nay Cha phải truyền đạt một điều quan trọng cho con. Cha muốn con lắng nghe cẩn thận và đừng quay đi hay bỏ qua những lời này, vì chúng là vì lợi ích của con. Cha luôn muốn rót đầy tình cảm và mang lại sự an ủi thiêng liêng cho con, để trong lúc thử thách con cảm thấy được bảo vệ, được sửa dạy, được ban phước và được yêu thương sâu sắc. Tuy nhiên, vì Cha giữ con trong trái tim của mình, Cha phải đề cập đến một điều quan trọng cho sự chữa lành nội tâm của con. Cha muốn con nhận thức về những điều Cha sắp làm. Không có gì là không thể đối với Cha. Và trong khoảng thời gian tuyệt vời này, khi con đã dần dần biết Cha, con đã cảm nhận, hiểu và tin rằng lời Cha là sự thật và nó sẽ không thất bại. Tuy nhiên, có điều gì đó đang thất bại và Cha đang chỉ ra không phải để làm con cảm thấy tồi tệ hay khuyến khích con từ bỏ. Cha nói điều này vì nếu con lắng nghe và vâng lời, những phước lành của con sẽ nhân lên. Hãy đón nhận và chấp nhận những lời Cha sắp ban cho con.
nếu con muốn các cửa và cửa sổ của thiên đàng mở ra và nếu con mong muốn một kết nối với thế giới thiêng liêng và siêu nhiên, con phải loại bỏ khỏi trái tim mình mọi lời than phiền và tiêu cực. Cha đánh giá cao đức tin của con, nhưng đừng để nọc độc của sự than phiền làm héo mòn niềm tin chân thành của con. Đừng nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực hay những suy nghĩ bi quan, vì chúng có thể lớn lên và làm yếu đức tin tuyệt đẹp của con khi con ít mong đợi nhất. Hãy loại bỏ sự than phiền khỏi đôi môi của con và tránh xa những tình bạn gieo mầm mống nghi ngờ và bất mãn. Hãy tìm kiếm những người bạn khôn ngoan. Quyết định hôm nay liệu con có tin vào cha hay từ chối những thay đổi tích cực và những phước lành mà con sẽ sớm chứng kiến. Nếu con đón nhận đức tin, hy vọng và từ chối tiêu cực, những điều tuyệt đẹp sẽ xảy ra, phước lành, sự cung ứng, tự do, chữa lành, hòa hợp gia đình, niềm vui trong tâm hồn và một trái tim đầy hạnh phúc. Tất cả những món quà này đang đến với con vì con đã chọn tin vào cha. Cha yêu con của cha. Hãy nắm chặt lấy cha, thực sự trao đổi mọi nghi ngờ và than phiền với cha, và không còn dựa vào sức mạnh của chính mình nữa. Hãy cho cha cơ hội để ban phước cho con và chứng minh tình yêu tuyệt vời mà cha dành cho con. Hãy nói cho cha biết, con có tin vào cha không? Cha là Đức Chúa Trời của con và là đấng cung cấp cho con. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con hay để con trôi dạt. Hãy đặt tất cả niềm tin của con vào cha, nghỉ ngơi trong tất cả những lời hứa của cha. Sự giúp đỡ của cha luôn sẵn sàng trong cả những lúc tốt đẹp và khó khăn, trong những cuộc đấu tranh và thử thách của con. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Cha sẽ luôn cung cấp cho con và gia đình con. Cha muốn ban cho con những điều tốt nhất. Lời của cha khẳng định điều đó. Cha mong muốn nuôi dưỡng con bằng bánh thiêng liêng, với lúa mì tốt nhất và với mật ong chảy từ quyền năng siêu nhiên của cha. Sự sức giàu và phước lành của cha bao trùm mọi nhu cầu của con và chữa lành con khỏi mọi bệnh tật. Cha đã để mắt đến con khi con còn trong bụng mẹ, ban cho con sự sống và một mục đích rõ ràng từ khi con chào đời. Cha muốn ban phước cho con. Con sẽ là công cụ mà cha sử dụng nhiều trong tay mình, uốn nắn con để xây dựng và ban phước cho nhiều người. Cha muốn tâm hồn và tâm trí của con tràn đầy sự khích lệ và niềm vui. Mong ngọn lửa để phục vụ và làm việc chăm chỉ cho cha luôn bùng cháy trong trái tim con. Hãy tiếp tục theo đuổi những ước mơ mà con gần như đã quên lãng. Cha đang chuẩn bị mọi tình huống để con sống, học hỏi, phát triển và có được sự khôn ngoan và sức mạnh. Cha sẽ gửi cho con một điều quan trọng và cha muốn con tuân theo. Đừng coi thường bản thân, đừng phán xét bản thân, đừng cản trở tương lai của con bằng sự tự trừng phạt. Trong những ngày tới, cha muốn tiết lộ cho con biết con thực sự quý giá với cha đến mức nào. Cha muốn con tiếp tục sống và không ngừng cố gắng cho những gì con yêu thích, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh của con. Quyền năng là của cha và vinh quang là của cha. Cha muốn rót đầy thánh linh của cha vào con, mang lại cho con tình yêu, chiến thắng và sự thành công. Hãy suy ngẫm về những lời này mà con đang lưu giữ trong trái tim mình. Khi con cảm thấy yếu đuối và đối mặt với những trở ngại khó khăn, hãy nhớ chúng. Cha muốn khuyến khích và củng cố con. Cha muốn nâng con lên cao nơi mà những nỗi đau và phiền muộn của thế gian không thể chạm đến con. Hãy dũng cảm lên. Cha nhắc lại rằng con phải vươn lên. Cha đang gửi lệnh này. Hãy cảm nhận ngọn lửa của thánh linh của cha trong lồng ngực của con. Con chưa bị đánh bại. Con vẫn đang chiến đấu, vẫn sống. Con đã chọn tin vào những gì cha hứa và điều đó làm con tràn đầy sức mạnh thiêng liêng và siêu nhiên. Không ai và không gì có thể vượt qua con. Không ai có thể đánh bại con. Cha muốn con nhớ kỹ những lời này và tiếp tục chống lại những cuộc tấn công không ngừng của kẻ thù muốn làm con sợ hãi và bỏ rơi tất cả những ước mơ của con. Nhưng hắn sẽ không thành công. Con thuộc về cha. Với bàn tay quyền năng của cha, cha bảo vệ con. Với thanh kiếm sáng ngời của cha, cha bảo vệ con. Chiến thắng của con luôn nằm trong lời của cha.
Hãy nhìn vào gương của những lời hứa mạnh mẽ của cha và luôn tin chắc rằng con có giá trị lớn với cha. Trận chiến khốc liệt nhất là chống lại những cảm xúc của chính con. Những cảm xúc đôi khi bị nhầm lẫn dẫn con đến những cảm nhận và suy nghĩ không đúng sự thật. Nếu con không cẩn thận, chúng có thể kéo con xuống. Đừng bị dẫn dắt bởi mọi cảm xúc của mình. Đừng cảm thấy bị đánh bại bởi mọi thứ con nhìn thấy. Đừng để nỗi sợ về tin tức xấu hoặc những tình huống có vẻ tiêu cực lấn át con. Vì vào mọi lúc và mọi nơi, cha có quyền kiểm soát. Cha biến đổi tất cả mọi thứ vì lợi ích của những ai yêu mến cha. Và con nằm trong số những người được chọn đó. Cha đã rửa con bằng máu của mình, đã đổ đầy thánh linh của cha vào con và đã ban cho con quyền năng để chiến thắng mọi thứ nếu con nắm giữ cha bằng tất cả trái tim mình, nương tựa vào tình yêu của cha. Và vào lúc này, khi con đón nhận lời cha, hãy tin chắc rằng ngay cả những sai lầm của con cũng sẽ được biến thành lợi ích cho con. Con sẽ không còn đau khổ, gia đình con sẽ được bình an, và khi những ngày trôi qua, con sẽ tiếp tục thấy mình tiến tới việc đạt được những ước mơ mà con đã khao khát từ lâu, hoàn thành những kế hoạch cha đã dành cho con. Có thể đôi khi con cảm thấy mệt mỏi và điều đó là bình thường. Nhưng khi các vấn đề trở nên tối tăm đến mức chúng che mờ mắt con và con không thể thấy đường mình đang đi, con có thể cảm thấy bị đánh bại. Nhưng điều này không đúng. Cha dẫn dắt con bằng tay, ngay cả trong bóng tối. Đừng sợ. Con yêu của cha, vì cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Hãy nói với cha, con có tin vào cha không? Con có cảm thấy an toàn trong vòng tay của cha không? Con là đứa con dũng cảm của cha, một chiến binh với tinh thần thép và ngọn lửa quyết tâm. Con có tất cả những gì cần thiết để đánh bại mọi thứ đến với con. Hãy chú ý, những vấn đề đang đè nặng con sẽ không kết thúc nếu con chạy trốn khỏi chúng. Con phải đối mặt với chúng. Con mạnh mẽ và cuộc chiến của con là một vấn đề sinh tử. Hãy đứng lên. Nếu con nhút nhát và yếu đuối trong trái tim, cha sẽ không nói chuyện với con. Và trong khi con nghe những lời của cha trong trái tim, hãy biết rằng cha đang xác nhận tất cả những gì cha đã nói với con nhiều lần trước đây. Không ai và không gì có thể đánh bại con. Kẻ thù sẽ dùng những mánh khóe của mình hàng ngày để làm con bối rối và khiến con tin rằng cha đã bỏ rơi con khi mọi thứ không suôn sẻ. Ngược lại, cha luôn ở bên con vào buổi sáng, cạnh con vào buổi tối, cùng con trong niềm vui và nỗi buồn. Trong những lúc nản lòng và thất bại, đó là khi cha ôm chặt con hơn và cố gắng chỉ cho con thấy cha yêu con hơn những gì con có thể tưởng tượng. Đó là lý do cha luôn tìm kiếm con. Đó là lý do cha vẫn ở đây cố gắng làm con luôn tin tưởng, không nghi ngờ, không sợ hãi, không bối rối khi thấy thế giới này đối xử tệ bạc và làm con đau khổ liên tục với những phiền muộn. Hãy nhớ, hãy bình tĩnh và tin tưởng vào cha. Trong thế giới này, cha đã chiến thắng và cha đã ban cho con những vũ khí mạnh mẽ, tình yêu của cha, hy vọng của con, đức tin của con và tình yêu của cha. Hãy luôn nghỉ ngơi trong hy vọng, lấp đầy tâm hồn và trí óc con với nó. Sử dụng đức tin của con như một chiếc khiên để bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công của kẻ thù. Ngày sẽ đến khi nhiều nỗi phiền muộn của con sẽ được bỏ lại phía sau và con sẽ thấy mình đã chinh phục nhiều tình huống và nhận được nhiều phước lành mà con tưởng đã mất. Con sẽ nhận ra mức độ của ân điển của cha, sự bao la của lòng thương xót của cha và tình yêu vô biên cha dành cho con, dù con có bao nhiêu lỗi lầm. Mong muốn của cha luôn là nâng con lên, khuyến khích, làm bừng sáng và ban phước cho con theo cách xóa tan mọi nghi ngờ về tính xác thực của tình yêu cha dành cho con. Bây giờ hãy nhìn về phía trước với đức tin mạnh mẽ. Hãy tự tin vượt qua mọi gian dối mà con gặp trên con đường của mình. Tránh xa những sự phân tâm, những điều không quan trọng cho tương lai của con. Hãy tập trung vào việc tìm kiếm cha, kiên trì trong niềm tin vào cha, cầu nguyện nhiệt thành, chìm đắm trong những lời dạy của cha. Hãy chăm sóc gia đình của con và biến sự hiện diện của cha trong nhà và cuộc sống của con thành ưu tiên hàng đầu của con. Một phước lành lớn đang đến với con.
Hãy tin vào điều này vì nó chắc chắn sẽ xảy ra. Đừng nao núng, dù có vẻ như câu trả lời của cha đang bị trì hoãn. Hãy tiếp tục tiến lên. Nếu con đối mặt với trở ngại, đừng cúi đầu thất bại hay hướng mắt xuống đất. Hãy từ chối những sự xúc phạm, đừng bị ảnh hưởng bởi những lời nói vu vơ. Hãy nhớ con là ai? Con của Đấng Toàn Năng, được tẩy sạch bởi hy sinh của Chiên Con, được đánh giá cao bởi Cha Thiên Thượng, được yêu thương và quý trọng trên trời. Hãy đón nhận danh tính này, hãy để nó là tâm trạng và cảm xúc thường xuyên của con. Sự ủng hộ của tình yêu vĩnh cửu của Cha luôn ở bên con. Cha thuộc về con và con thuộc về Cha. Hãy đón nhận sự thật này, hãy tin vào nó, mở miệng ra và Cha sẽ lấp đầy nó với những phước lành dồi dào. Mong muốn của Cha là cung cấp cho con. Hãy tin vào tình yêu của Cha, tin toàn tâm rằng Cha sẽ luôn bên con để ban phước và hỗ trợ con. Con có thể đối mặt với thử thách và có thể có những lúc khó khăn, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của Cha Thiên Thượng. Cha luôn cảnh giác, luôn chú ý. Tai Cha luôn lắng nghe tất cả những gì con muốn chia sẻ hoặc yêu cầu. Như Cha đã hứa, những lời hứa của Cha là vững chắc. Cuộc đấu tranh hàng ngày cho cuộc sống của con diễn ra trong tâm trí của con, nơi mà kẻ thù tìm cách gieo rắc nghi ngờ, cảm xúc bối rối và nỗi sợ hãi. Mục tiêu cuối cùng của hắn là làm xói mòn niềm tin và sự tin tưởng của con vào tình yêu mà Cha đã ban cho con. Cha đã yêu con, Cha yêu con bây giờ và Cha sẽ tiếp tục yêu con. Đừng bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi. Cha chưa bao giờ khinh bỉ con. Cha đã làm rất nhiều cho con và Cha biết con nhớ. Những lời Cha chia sẻ với con hôm nay sẽ ở lại với con. Con sẽ nhớ chúng mỗi ngày và khi con thức dậy, hành động đầu tiên sẽ là gọi tên Cha và bày tỏ lòng biết ơn vì cuộc sống. Con có ý nghĩa rất lớn với Cha. Đó là lý do tại sao Cha sẽ ban phước cho con theo cách tuyệt vời và độc đáo. Hãy kiên định, tiếp tục tiến lên. Đừng nản lòng vì những tin đồn hoặc vu khống. Và luôn nhớ, Cha nói điều này với tình cảm sâu sắc nhất. Cha yêu con, đứa con quý giá của Cha, người được chọn của Cha. Tình yêu của Cha dành cho con là sâu sắc. Đừng bao giờ để nghi ngờ hay suy nghĩ về sự vô nghĩa của tình yêu của Cha bám rễ trong trái tim con. Hãy suy ngẫm về tất cả những gì Cha đã làm cho con. Hãy để những hành động này củng cố quyết tâm của con để phấn đấu, kiên trì trong mục tiêu của con và giữ vững sự kiên định. Con phải cảnh giác chống lại những suy nghĩ tiêu cực, cho phép chúng vào sẽ mở cánh cửa cho sự buộc tội và hỗn loạn. Tin tưởng vào lời của những người muốn hại con cuối cùng sẽ cướp đi sự bình yên, niềm vui và cuộc sống của con. Cha khuyến khích con tuyên bố bằng lời nói của mình, phản ánh trong suy nghĩ của mình, viết bằng tay của mình và kiên định tin vào Cha. Dù đối mặt với những thách thức nào hôm nay và trong tất cả những ngày sắp tới, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu vô tận mà Cha dành cho con. Nó là không dao động, một sự thật không thể thay đổi. Cha sẽ không bao giờ rút lại. Nếu con cảm thấy xa cách hoặc bị bỏ rơi, đó là vì những thử thách cuộc sống đang làm mờ ngọn lửa trong trái tim con. Hãy đến gần Cha để con không bị ảnh hưởng bởi nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng, dù trong thời kỳ sung túc hay cần thiết, Cha là người chăn chiên của con. Cha sẽ hào phóng cung cấp cho con và thậm chí trong sự hiện diện của những kẻ gièm pha của con, Cha sẽ tắm cho con và gia đình con trong niềm vui. Những phước lành và lòng thương xót của Cha sẽ theo con bất cứ nơi nào con đi. Khi kẻ thù đến với những lừa dối của hắn, hãy khẳng định với hắn rằng cuộc sống của con nằm trong tay Đức Chúa Trời. Linh hồn của con thuộc về Ngài. Con trung thành với Chúa của mình. Hứa với Cha điều này. Bày tỏ tình yêu của con đối với Cha. Viết nó xuống. Giữ vững lòng trung thành với Cha mãi mãi và nắm chặt niềm tin này. Vì nó luôn luôn là, bây giờ và mãi mãi sẽ là như vậy. Con đã tìm kiếm phước lành của Cha và Cha đã ban nó cho con. Con đã cầu nguyện cho sự thịnh vượng và sự phồn vinh của gia đình mình và Cha mong muốn sự phát triển của con trong mọi khía cạnh, cũng như tâm hồn và trái tim của con tìm kiếm và lớn lên trong tình yêu của Cha.
con có thể có nhiều kế hoạch, nhưng của cha vượt xa chúng. Ước mơ của con rất lớn vì cha đã gieo chúng vào trái tim con và con nhận ra điều này. Có nhiều điều con dự định đạt được trong cuộc sống, nhưng luôn nhớ rằng kế hoạch và suy nghĩ của cha dành cho con vượt xa những gì con có thể tưởng tượng. Đó là lý do tại sao cha ban cho con sự khôn ngoan, bình an, yên tĩnh và niềm vui vô biên. Cha sẽ cung cấp cho con tất cả những người và tài nguyên mà con cần. Hãy phục vụ họ bằng cả trái tim và vô điều kiện, và bằng cách này con sẽ nhận được sự yêu thương chân thành. Thông qua những cá nhân này, con sẽ tìm thấy sự hỗ trợ và phước lành. Cha đang đặt nhiều con kế vâng lời của cha trên con đường của con. Họ sẽ hiểu giá trị vô biên của con. Nếu cha đã định ban cho con nhiều phước lành, đừng từ chối chúng bằng sự nghi ngờ của con. Cha không ban cho con sự dồi dào vì con hoàn hảo. Cha đổ nhiều điều tốt đẹp lên con vì con là con của cha và con xứng đáng những điều tốt nhất. Cha biết con sẽ quản lý mọi thứ con nhận được với trí tuệ. Con sẽ giúp tất cả những ai đang đau khổ vì buồn phiền và đau đớn. Cha sẽ xây dựng ngôi nhà của con và nhiều tình huống tiêu cực sẽ kết thúc từ bây giờ trở đi nếu con tin vào cha và đặt niềm tin của con vào lời cha. Cha hứa với con rằng nhiều điều trong cuộc sống của con sẽ thay đổi. Tương lai của con sẽ luôn tốt hơn. Bây giờ cha muốn con tuyên bố bằng môi miệng của mình rằng lòng trung thành của con đối với cha sẽ không bao giờ dao động. Cha muốn con nhận mọi thứ cha ban cho con bằng đức tin. Con đã nghe đúng. Hãy dành một chút thời gian, tắt đèn và loại bỏ những phân tâm khỏi tâm trí con. Nhiều ánh đèn, nhiều phân tâm. Đã đến lúc lắng nghe lời cha trực tiếp từ thiên đàng, được nói ra từ miệng của cha, sinh ra trong sự thật, được viết bằng máu, được niêm phong trong thánh linh. Một lời thanh tẩy, một lời chữa lành, được tạo ra cho con, cho ngày mà một kỷ niệm buồn khiến con khao khát sự dịu dàng của bình an và lời khuyên của cha. Bởi vì không phải thành tựu hay công việc mang lại hạnh phúc, cũng không phải sự yên bình đạt được khi một giấc mơ được hoàn thành. Những dòng sông trong tâm trí con tràn ngập sự lo lắng và chúng chỉ có thể dịu lại trong sự hiện diện của cha thiên thượng. Niềm vui trọn vẹn đến khi con tin vào lời cha. Sự khôn ngoan bắt đầu khi con nhận ra rằng cha, Đức Chúa Trời của con, ở đây với con, ở mọi nơi, mọi lúc, chăm sóc con. Cha quan tâm đến những mong muốn của con và nếu con dành cho cha toàn bộ sự chú ý và tôn trọng, nếu con tắt những ánh đèn che mờ tầm nhìn của con, nếu con loại bỏ những phân tâm gây nhầm lẫn và tin tưởng vào những lời hứa của cha, nếu con thưởng thức tình yêu của cha và nếu con có thể đơn giản và tự tin đặt suy nghĩ của mình trên vai cha, Đức Chúa Trời của con, Đấng Alpha và Omega, nói với con điều này, hãy nhắm mắt lại. Vì khi con tắt những ánh đèn của thế gian này, trái tim con sẽ bừng sáng và trong một khoảnh khắc, cuộc sống của con sẽ thay đổi. Con sẽ không còn là nạn nhân của sự sợ hãi vì bây giờ con biết và chắc chắn rằng cha ở đây. Hãy đón nhận sự nghỉ ngơi của cha. Hãy nhận lấy bình an của cha. Tắt đèn đi. Cảm nhận nó. Nhận lấy nó. Sống với nó. Hãy lắng nghe. Bóng tối bên ngoài không có nghĩa là cô đơn đối với con, vì bên trong con, sự thật này sẽ mãi mãi sáng tỏ. Cha yêu con, hãy tin điều đó. Cha yêu con và cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con, không bao giờ, không bao giờ. Hãy cho phép cha an ủi con, lau khô nước mắt của con, che chở con dưới tấm áo choàng của cha, ôm con và loại bỏ mọi đắng cay khỏi linh hồn con. Lấp đầy con bằng sự ngọt ngào của tình yêu và sự dịu dàng của tình cảm của cha. Cha muốn con cảm thấy tốt hơn bây giờ. Con yêu dấu của cha. Cha nhận thấy rằng hôm nay, hơn bao giờ hết, con cần sự hiện diện của cha. Cha đến không phải để yêu cầu bất cứ điều gì mà chỉ để tìm kiếm niềm tin của con. Cha không ở đây để áp đặt điều kiện gì đổi lấy bình an của cha. Tất cả những gì cha yêu cầu là con cho phép cha đến gần. Đừng sợ. Cha hiểu rằng trái tim của con đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Nhưng mục đích của cha là chữa lành nó.
cha cảm kích sự sẵn lòng của con để trò chuyện với cha, để trực tiếp đối mặt với cha và đặt trọn niềm tin của con vào cha, cho phép con bày tỏ cảm xúc sâu sắc nhất của mình với cha. Cha đã nghe giọng nói của con vào sáng nay và dù lời của con có thể ít ỏi, nhưng sự chân thành và ý định của con mới là điều quan trọng nhất. Cha không yêu cầu gì hơn. Cha đã từng nói với con rằng, ngay cả khi đức tin của con nhỏ như hạt cải, điều đó cũng đủ để lời cầu nguyện của con vang vọng đến thiên đàng. Từ đó, cha gửi đến con sự an ủi và từ đó, cha thể hiện tình yêu của cha dành cho con. Cha hiểu nhu cầu của con và cha sẽ cung cấp theo ý muốn của cha. Tất cả những phản hồi của cha đều nhằm mục đích mang lại lợi ích cho con. Trong khoảnh khắc này, cha kêu gọi con hãy giữ bình tĩnh. Khi nỗi sợ đến gần, hãy nhớ lời của cha. Khi những đau khổ gõ cửa nhà con, hãy trả lời chúng rằng Đức Chúa Trời là cha của tôi, người chăn chiên của tôi, người hướng dẫn và người cung cấp của tôi. Ngài luôn cứu rỗi tôi và tôi biết Ngài sẽ giúp tôi ngày hôm nay. Con yêu dấu của cha, hãy giữ con đường của con thẳng hàng với cha. Đừng nhìn sang trái hay phải, hãy tập trung vào định mệnh mà cha đã hình dung cho con. Ngày mai có thể mang đến nhiều sự phân tâm, tìm cách làm con sao lãng và lấp đầy tâm trí con với những ảo tưởng. Tuy nhiên, con sẽ đắm mình trong lời cha, củng cố tâm trí của con và không gì và không ai sẽ ngăn cản con khỏi mục đích đó. Những nghi ngờ và suy nghĩ tiêu cực sẽ không được phép tồn tại. Cha luôn chú ý đến nhu cầu và cảm xúc của con. Cha để lại bình an của cha cho con. Hãy đón nhận nó với đức tin không lay chuyển, vì thế gian không thể mang lại cho con sự thanh thản của tâm hồn mà cha ban tặng. Cha đã nghe lời cầu nguyện của con tìm kiếm sự hiện diện của cha và trong sự hiện diện của cha, cha nhận lời thờ phượng của con. Phản hồi của cha đang trên đường đến. Hãy mong đợi nó, nhận lấy nó và vui mừng trong phép lạ mà cha sẽ thực hiện trong con hôm nay. Cha muốn con trải nghiệm tình yêu của cha sâu sắc, đắm mình trong dòng sông của Thánh Linh và cảm thấy trọn vẹn hài lòng với sự phong phú của tình cảm. Cha biết rằng con tin tưởng và có đức tin. Con đã chứng minh điều đó hàng ngày. Con thức dậy với sự nhiệt huyết vì con hiểu tình yêu và sự hiện diện liên tục của cha. Tuy nhiên, cha thấy rằng con đã nỗ lực rất nhiều trong các công việc hàng ngày của mình và mặc dù có đức tin đáng kinh ngạc, con nói rằng mình bận rộn và không dành thời gian cho cha. Tâm hồn con dần tích tụ những lo lắng và sợ hãi mà cha đã xua tan. Cha thấy rằng vì không hoàn toàn đón nhận nước sống mà cha ban tặng trong những giây phút cầu nguyện, trái tim con dần héo úa. Con có thể không cảm nhận được điều đó, cũng không nhận ra. Nhưng sức khỏe và sức mạnh của con xuất phát từ đức tin của con. Sự tiến bộ của con thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng hãy cảnh giác với việc xa rời nếu con mất đi khao khát sâu sắc sự hiện diện thiêng liêng của cha. Đức tin của con đã rõ ràng, nhưng bây giờ là lúc con thực sự tương tác sâu với Thánh Linh của cha. Cha sẵn sàng ban cho con một sức mạnh thiêng liêng và siêu nhiên sẽ nâng cao đức tin của con, cho phép con thực hiện những phép lạ lớn hơn và kỳ diệu hơn bất cứ điều gì con từng chứng kiến hay biết đến trước đây. Hơn 2.000 năm trước, cha đã hứa rằng con sẽ có khả năng thực hiện những phép lạ lớn hơn. Nếu điều này có vẻ ngoài tầm với của con bây giờ, đừng lo lắng. Phép lạ không thể bị ép buộc bởi nỗ lực của con người. Quyền năng thiêng liêng này là một món quà được nhận khi con quỳ xuống với trái tim mở rộng, sẵn sàng từ bỏ tất cả trong tình yêu. Cha không thể ban tặng món quà quý giá này cho một trái tim tràn đầy kiêu ngạo, tìm kiếm sự công nhận và tiếng vỗ tay từ người khác. Cha tìm kiếm một trái tim khiêm nhường, ăn năn, một trái tim nhận ra lỗi lầm của mình và mong muốn phục vụ cha một cách chân thành, không cần sự tán thưởng của con người. Cha đã tìm kiếm con và bây giờ cha đã tìm thấy con. Con có một trái tim sẵn sàng được uốn nắn bởi ý muốn của cha. Hãy đến, đứng chân trần bên bờ sông, cảm nhận sự trong trẻo và thuần khiết của nước khi nó vuốt ve làn da của con, khuấy động các giác quan của con. Hãy đắm mình dần dần cho đến khi con hoàn toàn chìm đắm,
để dòng sông cuốn trôi những suy nghĩ về thất bại và tạp chất khỏi tâm trí con. Trong việc trao trái tim mình, con sẽ nhận được quyền năng thiêng liêng khi Thánh Linh của Cha bao phủ mọi khía cạnh của cuộc sống con, gia đình con, suy nghĩ của con, bản chất của con. Mọi thứ sẽ được biến đổi. Những phước lành sẽ tràn xuống gia đình con. Con yêu dấu của Cha, hãy tin tưởng vào Cha, vì Cha ở đây để gánh lấy gánh nặng của con và làm nhẹ đi những lo âu của con. Mang đến cho Cha mọi rắc rối của con, những rắc rối mà con cho là không thể giải quyết và quá sức chịu đựng. Đặt dưới chân Cha những tình huống phức tạp nhất, những tình huống mà con không thấy lối thoát, và quan sát Cha giải quyết chúng cho con. Niềm tin của con vào Cha chính là chìa khóa mở ra một sự biến đổi sâu sắc và thay đổi cuộc đời. Đừng bận tâm về những kẻ hoài nghi, những kẻ tuyên bố nỗ lực của con là vô ích, những kẻ đứng làm rào cản trên con đường của con. Cha đảm bảo với con rằng, hôm nay con không cô đơn, Cha đang ở bên con như một người khổng lồ hùng mạnh, dẫn dắt con tiến lên. Khi kẻ thù của con cố gắng đe dọa con, hãy nhớ rằng họ không có quyền lực nào đối với số phận của con. Con không bị bỏ mặc cho đối thủ của mình. Con được giữ an toàn trong vòng tay ban phước của Cha. Cha là ngọn đèn soi đường con ra khỏi bóng tối, là chiếc la bàn dẫn lối con đến bình an và thịnh vượng. Cha sẽ đưa tay ra nâng con lên từ đáy sâu, gánh lấy gánh nặng của con và làm dịu đi những nỗi sợ hãi của con. Con không bao giờ cô đơn trên hành trình cuộc sống này. Cha đi bên con, cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ từng bước con đi. Vì vậy, hãy có niềm tin vào Cha và Cha sẽ giúp con. Con biết rằng trong Cha, con sẽ tìm thấy con đường, sự thật và cuộc sống. Vì Cha là cánh cửa qua đó con sẽ bước vào ân sủng và phước lành của Cha. Qua cánh cửa này, con sẽ khám phá sự sung túc và niềm vui mà trái tim con khao khát. Dù quá khứ của con có khó khăn đến đâu, hiện tại là một ngày mới dành cho con. Cha đang trao cho con một cơ hội mà thế giới này và những nỗi buồn của con sẽ không bao giờ mang lại, cơ hội tái sinh, một cuộc sống mới đầy ý nghĩa và mục đích. Đã đến lúc buông bỏ mọi sự nổi loạn và oán hận của con và cho phép tình yêu và sự tha thứ của Cha chảy qua con. Hối tiếc về những sai lầm trong quá khứ sẽ không còn phục vụ bất kỳ mục đích nào nữa. Hãy buông bỏ những gì không thể và mở rộng tâm trí và trái tim con để đón nhận thời khắc thay đổi và tái sinh này. Hãy để Cha tăng cường sức mạnh cho con và làm nhẹ đi gánh nặng của con. Mong muốn của Cha là con bước đi nhẹ nhàng và tự do hướng về một bình minh mới đầy những thành tựu và thành công. Hãy đón nhận sự kiên nhẫn và tình yêu của Cha. Đừng để những lời chỉ trích của người khác ảnh hưởng đến con. Học cách tha thứ cho những người đã làm tổn thương con, cho họ cơ hội chuộc lỗi và phát triển. Nhớ rằng lòng từ bi và sự thương xót là những đức tính sẽ làm mạnh mẽ con, khiến con trở nên vĩ đại hơn qua từng ngày. Vì vậy, hãy tha thứ cho những ai xúc phạm con, yêu thương và cho họ một cơ hội khác, để mọi người thấy rằng Cha đang ở trong con và con đang ở trong Cha. Cha nhắc nhở con một lần nữa rằng con không cô đơn. Cha ở bên con, đến để giúp con leo lên ngọn núi này, để con có thể đạt đến đỉnh cao và chiến thắng trong cuộc sống của mình. Cha sẽ cung cấp cho con sức mạnh và sự kiên cường cần thiết để đạt được tất cả những gì con đã đặt ra để làm trong cuộc sống này. Vì vậy, đừng bỏ cuộc. Con yêu dấu của Cha, đừng để những tình huống khó khăn này cướp đi những giấc mơ và hy vọng của con. Nhớ rằng ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, ánh sáng của hy vọng không bao giờ tắt. Không ai đạt đến vùng đất hứa mà không phải băng qua sa mạc, đối mặt với nghịch cảnh và thử thách. Nhưng hãy tự tin rằng con không cô đơn trong sa mạc này. Cha đang ở bên con, là người hướng dẫn và hỗ trợ không ngừng của con. Cha sẽ như một đám mây bảo vệ con trong cái nóng ban ngày, cung cấp bóng mát và sự giải thoát giữa những thử thách. Và trong đêm, Cha sẽ là trụ cột lửa của con, mang lại cho con sự nghỉ ngơi, ấm áp và hướng dẫn. Con yêu dấu, đừng nghi ngờ lời của Cha.
hãy đặt trọn niềm tin vào Cha và con sẽ trải nghiệm những phước lành kỳ diệu và dồi dào vượt qua mọi hoàn cảnh. Một lần nữa, Cha nói với con, hãy tin vào Cha và đừng rơi vào bẫy của kẻ thù. Hắn sẽ cố gắng làm con bối rối, khiến con tin rằng cuộc sống của con không có mục đích, rằng những vấn đề và lo âu của con lớn hơn đức tin của con. Nhưng con phải kiên định, bám chặt vào lời của Cha, vì nếu con ở trong Cha, con có thể yêu cầu bất cứ điều gì và nó sẽ được ban cho con. Hãy nhớ rằng, đối mặt với nghịch cảnh cuộc sống, phản ứng tốt nhất là cầu nguyện và suy ngẫm về lời của Cha. Vì vậy, con yêu dấu của Cha, hãy nắm lấy tay Cha và con sẽ đạt được những điều con chưa từng tưởng tượng. Con sẽ vượt qua mọi lo âu và nghịch cảnh, và chiến thắng của con sẽ trở thành hiện thực. Con yêu dấu, con gái của Cha, hãy tìm kiếm Cha luôn trong lời cầu nguyện. Đừng ngừng trò chuyện với Cha vào buổi sáng và buổi tối. Tìm kiếm Cha mọi lúc với tất cả trái tim của con. Hãy trân trọng lời của Cha và Cha sẽ thưởng cho con những phước lành lớn lao. Hãy tiến lên mà không mệt mỏi, con yêu dấu của Cha. Hãy tiến lên, con gái, và yên tâm rằng tất cả những gánh nặng và lo lắng của con sẽ tan biến, vì Cha sẽ thực hiện lời hứa của mình để ban cho con sự bình an, niềm vui và hạnh phúc. Hãy tiếp tục tiến lên, con yêu dấu của Cha. Hãy tiến lên, con gái, đừng dừng lại. Sớm thôi, con sẽ nắm trong tay những phước lành mà con xứng đáng nhận được. Con yêu dấu, đừng từ bỏ con đường của mình hay rời khỏi nơi mà Cha đã đặt con. Đừng để những trở ngại làm con nghi ngờ con đường của mình hay từ bỏ những lời hứa phước lành mà Cha đã ban cho con. Vì những gì con đang trải qua bây giờ không định nghĩa số phận của con. Nó là dấu hiệu rằng điều tuyệt vời sắp xảy ra trong cuộc sống của con. Hãy đứng dậy và tiếp tục. Vì mỗi bước con đi, con càng tiến gần hơn đến những phước lành mà con mong muốn. Đừng mệt mỏi, cũng đừng để những gì mắt con thấy làm con nản lòng. Huống hồ là những ý kiến của người khác giới hạn tiềm năng mà Cha đã đặt trong con. Một tiềm năng sẽ dẫn con đến một tương lai phước hạnh và thịnh vượng. Vì vậy, hãy tin tưởng vào Cha. Đừng để sự nghi ngờ che mờ tầm nhìn tâm linh của con. Những vấn đề mà con đang đối mặt không so sánh được với những phước lành hùng vĩ mà con sẽ sớm nhận được. Dù những ngày của con có đầy thử thách, hãy nhớ rằng mỗi trở ngại chỉ là một bước đệm đến sự vĩ đại đang chờ đón con. Hãy giữ vững đức tin của con, vì đó là sự bảo đảm cho những điều kỳ diệu chưa đến. Con yêu dấu của Cha, hãy lấy lại sức mạnh và đừng do dự, vì bây giờ là lúc để tiến lên. Khi con đứng trên bờ vực của việc hiện thực hóa những lời hứa mà Cha đã ban cho con, đừng mệt mỏi hay nghĩ rằng hành trình của con chỉ đầy gian khổ hoặc rằng con thiếu khả năng để thành công. Hãy nhớ luôn rằng con không phải là một kẻ thất bại hay một linh hồn bị đánh bại. Đừng để ý đến lời nói của người khác, tránh xa những lời nói có hại của những người bỏ qua lời dạy của Cha. Hãy cẩn trọng rằng những kẻ bị đố kỵ sẽ luôn thèm muốn những phước lành mà con có, vì họ ghen tị với niềm vui của con. Họ thấy tinh thần nhân hậu và hào phóng của con và họ biết về tình yêu của Cha dành cho con. Dù lời nói và ý kiến của họ thế nào, phước lành của Cha dành cho con vẫn vững vàng. Cha khuyên con đừng nản lòng mà hãy đứng vững trong đức tin của mình. Trong niềm tin và sự tin tưởng vào Cha, con sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Hôm nay, Cha đến để làm dịu tâm hồn của con, hiểu rằng đôi khi bước tiếp theo có thể dường như đáng sợ. Nhưng hôm nay, Cha mang đến cho con những lời động viên, khơi dậy niềm tin của con. Hãy nhớ rằng, nếu biển không chia ra, Cha sẽ làm cho con đi trên nước. Vì vậy, hãy tin vào Cha, vì Cha sẽ đặt quyền năng siêu nhiên của mình dưới chân con, cho phép con vượt qua sa mạc khô cằn và những dòng nước nguy hiểm. Hãy cảm nhận tình yêu và sự ảnh hưởng của Cha lên con, vì Cha đang ở đây để dẫn dắt con đến đích đến của ân sủng và phước lành mà Cha đã chuẩn bị cho con. Đừng sợ thất bại, vì Cha sẽ củng cố con, chữa lành những vết thương trong tim con,
xua tan mọi nghi ngờ và bất định làm tê liệt hành động của con. Cha sẽ uốn nắn con thành một cá nhân khôn ngoan và được ban phước. Con yêu dấu của cha, cha khẩn thiết kêu gọi con hãy tiếp tục tiến lên. Đừng từ bỏ niềm tin vào cha, vì những gì đang chờ đợi con thật đẹp đẽ và vĩ đại. Đừng để những hoàn cảnh của thế giới này làm con nản lòng. Cha muốn con ngừng suy nghĩ về quá khứ hay sợ hãi tương lai. Hãy cảm nhận tình yêu và quyền năng của cha ngay lúc này, khi cha hiện diện trong cuộc sống của những người cha yêu thương. Sẽ luôn có thời gian để bắt đầu lại từ đầu, một cơ hội mới để viết lại câu chuyện của con. Vì vậy, hãy cho phép cha viết tương lai của con bằng đôi tay hùng mạnh của cha. Cha sẽ biến đổi cuộc sống của con trở nên tốt đẹp hơn, uốn nắn con đường của con bằng những cơ hội và phước lành. Từ giờ trở đi, hãy dựa vào những gì cha chỉ dẫn, đừng dựa vào những phán xét của thế giới. Hãy tin tưởng vào cha, vì trong lời khuyên của cha, con sẽ tìm thấy sự khôn ngoan cần thiết cho mỗi bước con đi. Trong sự hướng dẫn của cha, con sẽ khám phá ra sự hoàn thành và thành tựu, cho phép con đạt được tất cả những gì con đặt ra để làm. Vì vậy, hãy bước đi trong đức tin, không ngừng lắng nghe tiếng nói của cha, vì trong đó chứa đựng sự chắc chắn của một con đường rạng rỡ hướng tới sự sung túc và niềm vui vĩnh cửu. Hãy giữ vững niềm tin rằng những thử thách hôm nay chỉ là khúc dạo đầu cho sự vĩ đại đang chờ đón con. Đừng nản lòng, vì trong mỗi thử thách đều chứa đựng một bài học dẫn con đến gần hơn với định mệnh của mình. Hãy nhớ rằng mỗi trở ngại đều là một cơ hội để củng cố bản thân, uốn nắn nhân cách của con và chuẩn bị cho con. Vì vậy, đừng chùn bước trong hành trình của con, đừng để sự nản lòng buộc con phải quay đầu lại. Hãy tin tưởng vào tiềm năng mà cha đã gieo vào con, vào sức mạnh ẩn chứa trong bản thể của con. Đừng giới hạn bản thân bằng cách cho rằng bất cứ điều gì là không thể. Dù con đường có gian nan đến đâu, mỗi bước đi sẽ đưa con đến gần hơn với việc hiện thực hóa những ước mơ của con, hoàn thành những khát vọng của con và những phước lành vĩ đại mà cha đã luôn giữ sẵn cho con. Hãy tiếp tục tiến lên, con yêu dấu của cha. Hãy tiếp tục tiến lên với lòng can đảm và quyết tâm, vì trong sự kiên trì của con sẽ tìm thấy con đường đến sự bình an và thịnh vượng đầy đủ. Hãy tin tưởng và điều đó sẽ thành hiện thực. Hãy tiếp tục cầu nguyện, vì cha đang lắng nghe. Những gì cha dành cho con là những suy nghĩ về sự tốt lành và những phước lành dồi dào. Con yêu dấu của cha, hôm nay cha muốn tiết lộ tất cả sự tốt lành mà cha đã dành riêng cho con kể từ ngày con được tạo ra. Vì con là sản phẩm của tình yêu và ân sủng của cha, và mọi thứ tồn tại, cha đã tạo ra để cung cấp cho con và đáp ứng nhu cầu của con. Vì vậy, hãy biết rằng cha sẽ ban cho con tất cả những gì con đã mơ ước, tất cả những gì con đã cầu xin cha. Không có trở ngại hay vấn đề nào có thể cản trở phước lành của cha trong cuộc sống của con, vì mọi thứ cha làm đều có mục đích. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho những gì con sắp nhận được không phải là vấn đề may mắn, mà là ý muốn và thiện chí của cha đối với cuộc sống của con. Từ ngày này trở đi, nỗi buồn của con sẽ chấm dứt, sẽ không còn đau khổ trong cuộc sống của con nữa. Hôm nay là một ngày mới mà cha sẽ thực hiện từng lời hứa của cha dành cho con. Tất cả những gì con đã khao khát, cha sẽ ban cho con. Cha sẽ biến con thành một cá nhân thịnh vượng và chiến thắng. Cha sẽ đặt con lên hàng đầu, không phải ở cuối. Những điều này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng là kết quả của nỗ lực và sự vâng lời của con đối với lời của cha. Cha biết rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng để giữ vững điều đó, vì đã có lúc con đi lạc khỏi lời của cha và thấy mình cô đơn, không có phương hướng hay mục đích. Nhưng cũng như mặt trời buổi sáng mọc lên, vinh quang tương lai của con sẽ vượt qua quá khứ, những phước lành của con sẽ được nhân lên rất nhiều. Tất cả những hành động từ thiện và sự giúp đỡ mà con đã cung cấp cho người nghèo, người bệnh và những người cần sẽ được tính đến. Không gì con đã làm sẽ là vô ích. Con sẽ chiến thắng. Con yêu dấu của cha. Con sẽ đạt được mục tiêu của mình trong mọi việc con thực hiện.
những khát vọng và ước mơ của con sẽ trở thành hiện thực, bất chấp những thử thách. Không gì có thể ngăn cản con, vì cha sẽ giúp con đạt được tất cả những gì con đã đặt ra để làm. Không gì sẽ ngăn cản cha ban phước cho con một cách dồi dào, vì đó là ý muốn của cha từ ngày cha tạo ra con. Cha sẽ không chỉ nhân lên của cải vật chất của con mà còn nhân lên những năm tháng của cuộc đời con, cho mỗi giờ con phục vụ với một trái tim sẵn sàng, không chỉ đối với cha mà còn đối với người khác mà không mong đợi bất kỳ điều gì đáp lại. Tất cả những gì con đã làm với tình yêu thương, không do dự và không điều kiện, đối với người nghèo và những người cần sẽ được đền đáp lại cho con gấp nhiều lần. Con yêu dấu của cha. Cha cũng muốn nói với con rằng cha đang làm mới tinh thần của con, sức sống của con và lòng nhiệt huyết với cuộc sống của con. Cha đang khôi phục trong con tất cả những gì mà kẻ thù và thế giới này đã cố gắng lấy đi từ con. Tất cả những ân tứ và phước lành nằm trong lĩnh vực tâm linh hiện giờ là của con. Chúng đã thuộc về con. Vì vậy, hãy đứng dậy ngay bây giờ, mỗi buổi sáng và ưu tiên cha trong mọi việc con làm. Dành những khoảnh khắc đầu tiên trong ngày của con cho cha. Bước ra với đức tin không lay chuyển và quyết tâm nắm lấy những phước lành đang hiện ra trước mắt con. Hãy nắm lấy chúng và không buông ra, vì cha ban chúng cho con vì lòng tận tụy và tình yêu của con đối với cha. Hãy tiếp tục tiến lên, con yêu dấu của cha. Đừng do dự, hãy bước đi với sự tự tin và quyết tâm trên con đường đến thành công và thịnh vượng. Hãy nhớ rằng cha sẽ luôn ở bên con, ôm ấp con trong vòng tay của cha. Hãy tiến lên mà không do dự, loại bỏ khỏi tâm trí con sự nghi ngờ và sợ hãi, vì không ai sẽ làm con xấu hổ. Cha sẽ loại bỏ những kẻ thù của con khỏi con đường của con, những kẻ nhìn con với sự tức giận khi chứng kiến cha ban phước và làm con thịnh vượng, và bịa đặt những lời dối trá mà không hối hận. Cha sẽ loại bỏ khỏi cuộc sống của con những kẻ đã nổi dậy chống lại con, vì họ cũng đã nổi loạn chống lại máu đã chuộc tội họ bằng cách từ chối ăn năn tội ác của họ. Họ đã trở thành kẻ thù của cha. Con yêu dấu của cha, hãy xa lánh những linh hồn ác độc này. Tránh xa tất cả những ai bịa đặt những lời vu khống chống lại anh em của họ. Họ bao vây bằng những lời nói của họ và làm nhục bằng ánh mắt của họ. Họ phá hủy những gia đình vô tội. Cha đạp lên lúa mì được chọn và giúp sự phát triển của cỏ dại. Họ sơn trắng những sự ô uế của họ và ngụy trang chúng như giáo lý đúng đắn. Họ như những con sói đội lốt cừu. Hãy tránh xa họ, vì họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự ác độc của họ. Hãy tiếp tục tiến lên, đừng do dự trong hành trình đức tin của con. Hãy tuân theo lời của cha và vâng lời tiếng cha. Hãy lắng nghe lời khuyên của cha và cha đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp cho con. Nếu con cần nghe tiếng cha trong tâm hồn mình, trong đó có lời của cha được viết ra, hãy mở các trang của nó, đọc qua với đức tin và tình yêu, lưu giữ nó trong tâm trí con, trân trọng nó trong trái tim con với hy vọng, tin tưởng nó với niềm đam mê và tuân theo nó với lòng trung thành. Sau đó, trái tim con sẽ nhảy lên vì vui sướng và tinh thần của con sẽ vui mừng, vì chúng sẽ làm con tràn đầy đức tin và sự tự tin để đạt được tất cả những gì con đã đặt ra để làm, vì trong đó chứa đựng những phước lành lớn lao và cuộc sống vĩnh cửu. Con yêu dấu của cha, hãy nhận lấy lời này và lưu giữ nó trong trái tim của con, vì cha sẽ ban cho con tất cả những gì con đã mơ ước, tất cả những gì con đã cầu xin cha. Không có trở ngại hay vấn đề nào có thể cản trở phước lành của cha trong cuộc sống của con, vì cha yêu con và ý muốn của cha sẽ luôn là ban phước và làm con thịnh vượng trong mọi điều. Hãy yên tâm, con yêu dấu của cha, cha luôn dõi theo con. Không có hại nào sẽ ập đến với con, vì dưới cánh của cha, con sẽ tìm thấy sự an toàn. Con yêu dấu, đừng sợ hãi những điều kinh hoàng trong đêm hay những điều ác xảy ra ban ngày. Đừng lo lắng về những tin xấu hay sợ hãi những bệnh tật rình rập trong bóng tối, vì cha là người bảo vệ của con 24 giờ một ngày. Tình yêu và sự bảo vệ của cha sẽ đi cùng con từng bước trên hành trình của con. Trong mỗi khoảnh khắc vui vẻ hay buồn bã, cha luôn ở bên con.
từ bình minh đến hoàng hôn, ánh nhìn yêu thương và chăm sóc của cha luôn dõi theo con. Con không đơn độc trên con đường này. Cha sẽ bảo vệ con khỏi mọi nguy hiểm và bảo vệ tất cả các thành viên trong gia đình của con. Cha sẽ che chở họ bằng máu quý báu của cha và không có hại nào sẽ ập đến với họ. Cha sẽ cứu họ khỏi những tai nạn để không có gì và không ai có thể làm hại họ. Cha hứa sẽ cung cấp cho con và bảo vệ con mọi lúc, trong niềm vui và nỗi buồn, chiến thắng và thất bại, trong bình yên và trong bão tố. Cha sẽ luôn ở bên con, nắm tay con. Sự cung cấp của cha dành cho con sẽ không bao giờ cạn kiệt. Nó sẽ chảy như một dòng sông không ngừng của những phước lành lên cuộc sống của con và gia đình của con. Cha sẽ không để những cuộc tấn công của kẻ ác chạm vào con, cũng như không cho phép sự bất hạnh hay thiếu thốn ảnh hưởng đến nhà của con. Những âm mưu của kẻ thù sẽ không thành công chống lại con. Sức mạnh vô hạn của cha sẽ phá vỡ kế hoạch của chúng mãi mãi. Không gì và không ai có thể cướp con khỏi tay cha. Hãy bước đi trong đức tin và con sẽ tìm thấy trong cha tất cả những gì mà tâm hồn con cần và con sẽ tìm thấy nó dồi dào. Hãy kiên trì trong lời của cha, vì nó sẽ chiếu sáng con đường của con trong bóng tối, ngăn ngừa bước chân của con vấp ngã. Vì lời của cha là ngọn đèn soi sáng con đường của con, là chiếc la bàn hướng dẫn con qua những con đường chưa được khám phá, tiết lộ những chân lý sâu sắc và những nguyên tắc vĩnh cửu sẽ dẫn dắt con đến bình an và sự khôn ngoan. Chỉ cần tin tưởng vào cha, vì cha sẽ luôn giữ trái tim con và dẫn dắt bước chân của con. Cha sẽ không để bất kỳ tổn hại nào đến với con, ngay cả khi con đi qua thung lũng của bóng tối và những con đường tăm tối. Cha sẽ bảo vệ con. Vì vậy, hãy yên tâm và đừng sợ hãi những điều xấu có thể đe dọa nhà của con hoặc cơ thể của con. Đừng bị đe dọa bởi những bệnh tật vô hình. Hãy nhớ rằng trong mỗi thử thách và khó khăn, cha luôn ở bên con, cung cấp cho con sức mạnh và sự an toàn mà con cần để kiên trì. Hãy tin vào cha, con yêu dấu của cha. Hãy tin vào lời của cha. Cha sẽ đặt bước chân của con một cách vững chắc để con có thể tận hưởng sự bình an và an lành trong sự ban phước hoàn toàn. Sự bình an của cha vượt qua mọi hiểu biết, sẽ tràn ngập bản thể của con, mang lại sự bình yên và tĩnh lặng ngay cả giữa cơn bão tố. Hãy nhớ, con yêu dấu của cha, không có hại hay bệnh tật nào sẽ chạm vào cơ thể của con, vì các thiên thần của cha đóng trại xung quanh con, bảo vệ con và gia đình của con. Đôi cánh bảo vệ của cha sẽ bao bọc con bằng sức mạnh không lay chuyển và đôi tay của cha sẽ nâng đỡ con mọi lúc. Đừng sợ hãi, vì cha là Thiên Chúa của con. Con không cần phải lo lắng về những điều kinh hoàng trong đêm hay những điều ác đến ban ngày. Đừng để những tin tức xấu làm rối loạn trái tim của con. Cũng đừng sợ hãi những bệnh tật ẩn nấp trong bóng tối, vì cha là người bảo vệ của con mỗi khoảnh khắc. Hãy tìm sự nghỉ ngơi trong cha, con yêu dấu của cha, tin tưởng vào những lời hứa của cha. Hãy để sự trung thành không lay chuyển của cha là cái neo giữa cơn bão của con và tình yêu của cha là nơi ẩn náu cho tâm hồn con. Khi những lo lắng đe dọa áp đảo con, hãy nhớ rằng tình yêu của cha vượt qua tất cả về sức mạnh và quyền năng. Không có gì, kể cả nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của con, có thể tách con ra khỏi sự hiện diện của cha. Dù bão tố cuộc đời có dâng lên, trong cha con sẽ luôn tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn, một nơi để neo đậu đức tin của con vững chắc. Hãy nhớ rằng tình yêu và ân sủng của cha là đủ đầy để dẫn dắt con đến sự bình an. Vì vậy, đừng bị đe dọa bởi những thử thách và nghịch cảnh đến với con. Cũng đừng bị lôi cuốn bởi những lời thì thầm dối trá của kẻ thù và những lời đe dọa gây sợ hãi. Hãy tập trung mắt con chỉ vào cha. Trong vòng tay cha, con sẽ khám phá ra sức mạnh để chinh phục trở ngại, sự sáng suốt để phân biệt chân lý và quyết tâm để duy trì và kiên định. Con yêu dấu của cha, đừng bao giờ quên rằng tình yêu của cha dành cho con là vô biên và con không bao giờ cô đơn trong hành trình này. Với cha bên cạnh, không có hại nào có thể đến với con. Hãy tin tưởng vào sự chăm sóc của cha và con sẽ thấy rằng mọi thứ,
không ngoại lệ, sẽ làm việc cho lợi ích của con. Amen. Nếu con cảm động muốn chia sẻ những phước lành con đã nhận được với những người thân yêu và những người cần sự hiện diện của cha, hãy tham gia vào đội ngũ người mang tin tốt lành của cha. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục làm phong phú cuộc sống. Amen. Nếu những lời này đã chạm vào trái tim con, hãy để lại bình luận dưới đây để chia sẻ lời cầu nguyện của con. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và người thân của con, để những thông điệp yêu thương này có thể lan tỏa rộng rãi hơn. Nhớ rằng, con luôn được yêu thương và quý trọng. Hãy giữ gìn sức khỏe và luôn tràn đầy cảm hứng. Đến lúc chúng ta gặp lại, chúc con mọi điều tốt lành và tràn đầy niềm vui. Chăm sóc bản thân và những người xung quanh con. Hẹn gặp lại trong những thông điệp tiếp theo.